Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống Khỏe Sống Tốt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 nội dung chính sau đây. 1. Cảnh báo cả nhà nhập viện chỉ vì phạm phải 7 sai lầm khi dùng nồi cơm điện phá gan hủy thận, bỏ đi ngay kẻo hối hận muộn màng. 2. Lấy một bát nước vo gạo, làm theo cách này, sống lâu 120 tuổi, thần dược bổ cấp nhiều nhân sâm. Sau đây là nội dung đầu tiên. Cảnh báo cả nhà nhập viện chỉ vì phạm phải 7 sai lầm khi dùng nồi cơm điện phá gan hủy thận, bỏ đi ngay kẻo hối hận muộn màng. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Sống Tốt. Quý vị thân mến, trong căn bếp của mỗi gia đình thì nồi cơm điện là vật dụng không thể thiếu. Bởi đối với người Việt Nam của chúng ta, cơm là thực phẩm thiết yếu mỗi ngày. Tuy nhiên, quý vị có chắc rằng gia đình mình đã sử dụng nồi cơm điện đúng cách hay chưa? Bởi theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, sử dụng nồi cơm điện sai cách chính là chất xúc tác cho bệnh ung thư gan, hủy hoại sức khỏe nhanh khủng khiếp. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị 7 sai lầm khi dùng nồi cơm điện gây hại sức khỏe, làm giảm tuổi thọ và chất lượng của nồi cơm điện, cũng như nguyên nhân dẫn tới việc này. Sai lầm số 1. Vo gạo trực tiếp bằng nồi cơm điện, coi chừng rước ung thư vào người. Không biết khán giả đang theo dõi chương trình có ai thường xuyên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm điện hay không? Câu trả lời có lẽ là đa phần mọi người đều đang giữ thói quen này vì vừa tiện lại vừa tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc vì hành động này đã vô tình rước bệnh ung thư vào người. Giải thích cho điều này, các chuyên gia cho biết khi chúng ta vo gạo trực tiếp trong lòng nồi thì những hành động như khuấy, chà sát sẽ làm rước lớp bảo vệ lòng nồi, vừa gây mất thẩm mỹ lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cụ thể, với những lòng nồi cơm điện có lớp chống dính bảo vệ, vo gạo trực tiếp sẽ làm giảm tuổi thọ của lớp chống dính, khiến chúng dễ bị bong chóc, gây mất an toàn khi sử dụng. Nguy hiểm nhất là khi lớp chống dính này bong chóc ra, nguy cơ nhiễm độc từ lớp keo liên kết phần chống dính với lòng nồi nhiễm vào thức ăn là rất cao, dần dần gây bệnh ung thư từ lúc nào cũng không hay. Vì vậy, tốt nhất là quý vị cần bỏ ngay thói quen này. Khi vo gạo, nên dùng giá hoặc một chiếc thau nhỏ, sau đó mới đổ gạo vào lòng nồi và cắm điện. Sai lầm số 2, hâm nóng cơm cũ bằng nồi cơm điện độc hại ngang thạch tín. Không biết quý vị thế nào, chứ ở nhiều gia đình có thói quen tiết kiệm thì vẫn thường xuyên ăn cơm nguội và như một thói quen, mỗi khi cần ăn cơm nguội lại cho vào nồi cơm điện thêm một ít nước và bật nút nấu. Hàng xóm nhà tôi cũng có thói quen như vậy. Cho đến tuần trước thì cả nhà đều phải nhập viện do ngộ độc dẫn đến nôn mửa không mực và mất nước. Các bác sĩ cho biết cách làm này không được khuyến khích bởi việc hâm cơm nguội chung với nước sẽ sinh ra phản ứng ăn vào không hề tốt cho hệ tiêu hóa. Đấy là chưa kể đến việc ăn cơm nguội tiềm ẩn rủi ro chứa vi khuẩn gây ra các hội chứng ngộ độc như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài. Đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ em có thể gây tử vong và hệ miễn dịch còn yếu. Vì thế quý vị nên hạn chế ăn cơm nguội và nếu muốn ăn thì cũng tuyệt đối không nấu lại trong nồi cơm. Thay vào đó có thể sử dụng lò vi sóng hoặc dùng cơm nguội để làm cơm rang. Sai lầm số 3, không lau khô lòng nồi khi nấu, cẩn trọng nguy hiểm tính mạng. Thông thường nếu lau không khô lòng nồi thì khi cắm điện quý vị sẽ nghe thấy tiếng xèo xèo. Tuy nhiên, nguy hiểm nằm ở chỗ nhiều người coi thường vấn đề này và không để tâm xem nó có gây hại gì hay không. Vậy thì quý vị cần tìm hiểu thêm về những nguy hiểm của thói quen này. Mới đây, báo chí đã đưa tin từ một gia đình ở Bắc Giang. Hôm đấy thì cả nhà đi vắng, chỉ có mỗi cậu con trai học lớp 10 ở nhà. Cậu bé này đã tự nấu cơm nhưng không lau khô lòng nồi trước khi cắm điện, gây ra chập điện dẫn đến cháy. Cũng may là đám cháy nhỏ, phát điện sớm nên dập được, không thì vô cùng nguy hiểm. Các chuyên gia có giải thích, mặt ngoài lòng nồi, đặc biệt là đáy nồi, là nơi tiếp xúc trực tiếp với mâm nhiệt. Nếu không lau khô khiến mâm nhiệt bị ướt nên gây ra nguy cơ rò rỉ điện, khiến mâm nhiệt dễ hỏng. Chưa kể đến mâm nhiệt bị dính nước sẽ gây ra tình trạng chập cháy điện. Vì vậy quý vị hãy nhớ lau khô mặt ngoài của lòng nồi khi nấu, vì điều này là cần thiết để bảo đảm an toàn. Sai lầm số 4, đặt lòng nồi vào nồi cơm điện bằng một tay khi nấu. Có lẽ nhiều quý vị sẽ không để ý vì cho rằng dù đặt nồi cơm vào bằng một tay hay hai tay thì cũng chẳng quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế thì điều này quan trọng hơn chúng ta tưởng. Nguyên nhân được giải thích là khi đặt lòng nồi vào nồi cơm điện bằng một tay, lòng nồi rất dễ ở trạng thái không cân bằng,
gây ảnh hưởng đến dơ le và cảm biến nhiệt. Bề mặt tiếp xúc của lòng nổi với nhiệt không đều khiến cơm có thể bị chín không đều. Đồng thời khi sử dụng một tay để đặt lòng nổi, lực tác động vào rơ le mạnh hơn gây ảnh hưởng đến độ bền của nổi, khiến nổi hoạt động kém ổn định. Vì thế tốt nhất là quý vị nên đặt nồi nhẹ nhàng bằng hai tay, cơm sẽ ngon hơn và nồi cơm điện cũng bền hơn. Sai lầm số 8, nhấn nút nấu cơm nhiều lần khiến nồi cơm liên tục hỏng. Nhiều gia đình có thói quen nhấn nút nấu nhiều lần để tạo cháy cơm hay hầm hấp thức ăn. Tuy nhiên, quý vị có biết rằng thói quen này khiến nồi liên tục bị làm nóng ở nhiệt độ cao, tác động trực tiếp lên dơ le nhiệt, khiến tính năng cảm biến nhiệt dần bị suy giảm, dẫn đến nồi mau bị hỏng, chai cảm biến và dễ nhảy nút sớm, khiến cơm nấu hay bị sống sượng hoặc khi sống khi cháy. Thông thường, nồi cơm sẽ tự động ngắt nhịp khi cơm chín và chuyển sang chế độ giữ ấm. Chính vì vậy, nếu muốn nồi cơm nhà mình bền tốt, thì tốt nhất nồi cơm điện chỉ nên dùng để nấu cơm, không được ấn nút nấu cơm nhiều lần và liên tục để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy đến. Sai lầm số 6, vệ sinh nồi không đúng cách. Nhiều người có thói quen để nồi cơm lâu không vệ sinh, đến khi muốn làm sạch thì rất khó khăn, nên sử dụng những miếng cọ sắt để rửa nồi cho nhanh. Tuy nhiên, việc làm này sẽ khiến cho lớp chống dính bong chóc, gây nguy hiểm cho sức khỏe trong quá trình nấu nướng như chúng tôi đã phân tích ở trên. Chính vì thế, nếu không muốn tình trạng này xảy ra, quý vị cần vệ sinh nồi thường xuyên sau mỗi bữa ăn, đồng thời sử dụng miếng rửa bát mềm để cọ rửa một cách nhẹ nhàng. Nếu lòng nồi không có chống dính, sau khi sử dụng xong còn cơm thừa cháy ở đáy, quý vị nên ngâm nước để những thức ăn thừa còn bám lại mềm ra. Lúc này chúng ta có thể vệ sinh nồi một cách dễ dàng. Ngoài ra, khay hứng nước, van thoát hơi hay nắp mặt trong cũng là những bộ phận tiếp xúc trực tiếp với hơi nước, khi nấu cũng cần được vệ sinh thường xuyên, bởi nếu để lâu rất dễ xuất hiện nấm mốc gây mùi lạ trong thức ăn và lâu dần còn tích tụ độc tố gây ra các bệnh như ung thư gan, ung thư phổi. Sai lầm số 7, liên tục mở nắp nồi cơm điện. Các chuyên gia cho biết trong suốt quá trình nồi cơm đang làm việc, quý vị không nên mở ra kiểm tra, bởi dễ gây gián đoạn hoạt động của nồi, làm cơm mất hơi và khó chín đều. Chỉ khi nồi đã nấu hoàn tất thì chúng ta mới nên mở nắp vung để xới cơm tơi lên và ủ thêm một lúc để cơm chín kỹ và ngon hơn. Trên đây là 7 sai lầm khi dùng nồi cơm điện mà có không ít người mắc phải vì không biết những hệ lụy có thể xảy đến. Vì thế, quý vị hãy hết sức lưu tâm, cẩn trọng. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Lấy một bát nước vo gạo, làm theo cách này, sống lâu 120 tuổi, thần dược bổ cấp nhiều nhân sâm. Không biết là ở gia đình các bạn, khi cắm cơm thì thường làm gì với phần nước vo gạo? Có phải là đa số quý vị và các bạn sẽ chắt bỏ đi, còn số ít thì dùng để rửa rau, tưới cây phải không? Điều này quả là một sự lãng phí không nhỏ. Sau đây là thông tin về một vài dưỡng chất quý giá có trong nước vo gạo. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ rất ít người trong chúng ta biết rằng nước vo gạo có rất nhiều công dụng đáng quý đối với sức khỏe. Theo các chuyên gia, nước vo gạo là một nguồn dưỡng chất tự nhiên sẵn có, không đáng tiền nhưng lại rất giàu các chất quý cho cơ thể. Chỉ cần biết sử dụng nước vo gạo đúng cách thì bảo đảm rằng quý vị sẽ bất ngờ và ngạc nhiên trước công hiệu mà loại nước này mang đến cho sức khỏe. Nước vo gạo là phần nước được lọc ra sau khi chúng ta vo hoặc ngâm gạo. Nó chứa nhiều tinh bột và các hợp chất khác như axit ferulic. Đây là một chất chống oxy hóa rất hiệu quả. Ngoài ra còn chứa hoạt chất alatonin và đa dạng các loại vitamin như B, C, E. Theo cựu đại tá Lương y Đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội, loại nước này chứa nhiều tinh bột, có thể sử dụng chúng để hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, cao huyết áp, phòng bệnh Alzheimer, giảm thân nhiệt và đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Nói về công dụng đầu tiên của nước vo gạo là hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người mới ôm dậy. Tác dụng này được các chuyên gia lý giải như sau. Trong gạo có nhiều vitamin hòa tan trong nước, đây chính là những vitamin rất tốt cho cơ thể. Do vậy, nước vo gạo cũng đem lại lợi ích cho sức khỏe. Bỏ đi hai nước gạo đầu, bạn sử dụng nước vo gạo thứ ba, cho vào nồi, bắc lên bếp và nấu đến khi sôi và hơi đặc lại, sau đó cho vào chén và cho người vừa ốm dậy sử dụng. Nước gạo này giàu vitamin nên không chỉ tốt cho người mới ốm dậy
mà còn tốt cho người già và trẻ em thiếu dưỡng chất. Công dụng số 2 của nước vo gạo được nhiều người công nhận, đó chính là giúp giảm ho hiệu quả. Để giảm ho, bạn nên kết hợp một nắm rau diếp cá với một chén nước vo gạo. Đầu tiên, bạn xay rau diếp cá và lọc lấy nước cốt, cho nước diếp cá vào ly sạch và trộn lẫn với nước vo gạo đã được chuẩn bị sẵn. Đem hỗn hợp này nấu sôi khoảng 10 phút cho chín. Sau khi nấu chín để nước nguội còn hơi ấm, bạn hãy chia làm 3 phần đều nhau để uống vào buổi sáng, trưa và tối. Cần lưu ý rằng bạn nên uống sau khi ăn khoảng 60 phút để không làm ảnh hưởng tới tiêu hóa và nên thực hiện đều đặn đến khi hết ho hoàn toàn. Cách này có công hiệu khá nhanh, chỉ sau 3 đến 5 ngày sử dụng. Ngoài ra, nước vo gạo còn có công dụng rất tốt trong việc thải độc các loại đồ ăn. Bằng cách sử dụng nước vo gạo, chúng ta có thể hạn chế tối đa các độc tố từ thực phẩm dung nạp vào cơ thể. Chắc hẳn rằng quý vị cũng biết, nếu chỉ rửa đồ ăn bằng nước sạch thì khó có thể loại bỏ được tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. Chính vì vậy, để phòng ngộ độc thức ăn như sắn, các loại ốc, sò biển, quý vị và các bạn hãy ngâm các thứ cần luộc hấp ăn trong nước vo gạo vài tiếng, sau đó đem xả nước sạch rồi mới đem luộc hấp chế biến thức ăn. Khi muốn giảm đi độc tố ở rau củ thì các bạn thực hiện ngâm rau củ bằng nước vo gạo có pha ít muối khoảng 30 phút, sau đó rửa lại vài lần bằng nước ion kiềm. Bạn sẽ có thể hạn chế ngộ độc thuốc trừ sâu ở rau củ. Chúng ta cũng có thể sử dụng nước vo gạo để khử độc măng. Trong măng chứa hàm lượng cyanide khá cao, khoảng 230mg trên kg. Nên nếu hấp thu nhiều, dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, cyanua sẽ chuyển hóa thành acid cyanhydric gây độc. Để yên tâm sử dụng, quý vị và các bạn nên luộc măng khoảng 2 đến 3 lần rồi tiếp tục ngâm nước gạo trong vòng 48 tiếng để khử sạch những độc tố có trong măng, tránh gây hại đến sức khỏe. Công dụng số 4 của nước vo gạo là chữa hôi miệng và làm trắng răng. Để có được công dụng này, các bạn lấy nước vo gạo đem đun sôi khoảng 2 phút rồi bắc xuống bếp và bỏ thêm một thìa muối vào hòa tan. Sau đó, lấy hỗn hợp này để súc miệng mỗi ngày 2 lần, thực hiện vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Hơn nữa, bạn cũng có thể dùng nước vo gạo để lắng xuống và đánh răng mỗi ngày. Việc này sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi hôi. Chỉ sau 7 ngày, bạn sẽ cảm nhận được mùi hôi miệng đã biến mất. Kiên trì thực hiện cách chữa hôi miệng bằng nước vo gạo này sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe răng miệng và giữ được hơi thở thơm tho. Khi thực hiện cách này, quý vị và các bạn lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng nước vo gạo trong ngày, chứ không sử dụng nước vo gạo để qua đêm hoặc đã để lâu. Một cách khác giúp giữ hơi thở sạch mùi với nước vo gạo đó là pha nước vo gạo cùng 2 thìa mật ong và súc miệng 2 lần mỗi ngày. Hỗn hợp giữa nước vo gạo và mật ong giúp bạn khử mùi hôi cho hơi thở cực kỳ tốt. Đối với phụ nữ mà nói thì nước vo gạo có thể coi là thần dược, giúp làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy trong nước vo gạo có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và các vitamin nhóm B có chức năng bảo vệ da khỏi các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường, ngăn ngừa tình trạng sạm đen, sần sùi và mụn. Ngoài ra, các acid amin và dưỡng chất trong nước vo gạo cũng nuôi dưỡng da mịn màng và trắng sáng hơn. Bạn có thể sử dụng nước vo gạo để rửa mặt và làm sạch da. Rửa mặt bằng nước gạo có tác dụng như một loại nước tẩy trang nhẹ, có khả năng lấy đi bụi bẩn trên da, làm sạch sâu bên trong, giúp da được thông thoáng, xe khít lỗ chân lông. Rửa mặt thường xuyên bằng nước vo gạo cũng giúp cho làn da của các bạn dần trở nên trắng sáng, do nước vo gạo có thành phần chính là cám gạo với hàm lượng vitamin B5 cao, có khả năng giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ hơn. Không những vậy, loại nước này cũng có công dụng chống lão hóa cực kỳ hiệu quả do chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Để có được công dụng chống lão hóa tốt nhất, các bạn sử dụng lớp tinh bột gạo sau khi đã lắng, trộn với mật ong, nước ấm theo tỷ lệ 1:1:2 và sử dụng để massage da mặt nhẹ nhàng hàng ngày từ 10 đến 15 phút. Cách làm này có tác dụng giúp da căng mịn, giữ ẩm tối ưu, đồng thời chống lại sự hình thành nếp nhăn, các dấu hiệu lão hóa trên da một cách rất hiệu quả. Không những chỉ sử dụng nước vo gạo cho da mặt, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho da tay hoặc tắm bằng nước vo gạo rồi tắm lại bằng nước sạch để có làn da trắng đẹp, hồng hào.
kết hợp với massage nhẹ nhàng vùng da có lỗ chân lông to đều đặn mỗi ngày, rồi rửa mặt sạch với nước ấm. Tác dụng của nước vo gạo và đồ lạnh ấm tác động lên da mặt chính là giải pháp giúp xe khít lỗ chân lông. Và để nước vo gạo có thể phát huy tối đa công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp thì quý vị và các bạn cũng cần lưu ý 3 điều sau đây. Đầu tiên là không rửa mặt bằng nước vo gạo để qua đêm. Bạn nên lưu ý rằng không nên để nước vo gạo quá lâu, sẽ khiến nước vo gạo bị chua và không tốt cho da. Nhiều người cho rằng nước gạo lên men thì sẽ làm sạch da tốt hơn, nhưng thực ra cũng dễ làm da bị khô, dị ứng. Do đó, bạn nên sử dụng nước vo gạo trong ngày khi vitamin và dưỡng chất trong nước vo gạo chưa bị chuyển hóa thành các loại chất khác. Tiếp theo là chúng ta cũng không nên rửa mặt bằng nước vo gạo quá nhiều. Thực tế, thói quen rửa mặt bằng nước gạo thường xuyên quá cũng không tốt, bởi vì nước gạo sẽ tẩy sạch da quá mức, làm da mặt dễ bị tổn thương hơn. Vì thế, bạn nên dùng nước gạo khoảng 2 đến 3 lần một tuần là đủ. Nếu bạn có làn da nhờn, có thể dùng nhiều hơn khoảng 3 đến 4 lần một tuần. Cuối cùng là không rửa mặt bằng nước vo gạo khi da bị kích ứng. Bạn không nên sử dụng nước vo gạo khi da mặt đang bị tổn thương hoặc dị ứng. Lúc này, da mặt cần được bảo vệ và tránh thử nghiệm các loại nước rửa mặt mới như nước vo gạo hay bất kỳ một loại mỹ phẩm nào khác. Bạn chỉ nên sử dụng các loại nước rửa mặt dịu nhẹ mà bạn biết da bạn phù hợp để đảm bảo da không bị nhiễm trùng. Thưa quý vị và các bạn, ngoài mang đến nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe, chúng ta còn có thể sử dụng nước vo gạo để phục vụ cuộc sống với nhiều tác dụng không ngờ tới. Công dụng đầu tiên của nước vo gạo với cuộc sống hàng ngày có thể kể đến là làm bóng song nổi. Những chiếc song nổi bằng nhôm, gang, inox để lâu ngày không dùng đến sẽ rất mau xỉn màu. Để nồi bóng loáng trở lại, bạn đổ nước vo gạo vào đầy nồi, sau đó bắc lên bếp, đun cho đến khi nào nước sôi. Để một lát rồi tắt bếp, nước nguội hẳn thì chút ra, rửa sạch nồi lại bằng nước, bạn sẽ thấy nồi sáng bóng hơn bình thường. Đều đặn thực hiện cách này mỗi tháng một lần, song nồi trong căn bếp của gia đình bạn sẽ luôn mới và sáng bóng. Bạn cũng có thể sử dụng nước vo gạo để làm một loại nước rửa chén bát thông minh, sạch sẽ mà không cần dùng đến hóa chất. Điều bất ngờ là nước vo gạo có thể rửa sạch bát đĩa vô cùng hiệu quả. Các bạn hãy sử dụng chiếc khăn mềm bằng vải có tính cọ sát tốt, kết hợp với nước vo gạo sẽ làm cho bát đĩa sạch hơn. Sau khi rửa xong, chỉ cần tráng qua nước sạch là xong. Bạn sẽ thấy bát đĩa rất sạch mà da tay lại mịn màng, chứ không hề thô ráp, ngứa ngáy như khi dùng các chất tẩy rửa thông thường. Nước vo gạo cũng là nguồn nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp chúng ta khử mùi tanh khi làm cá. Có một sự thật không phải ai cũng biết là nước vo gạo khử mùi tanh của cá rất tốt. Các bạn hãy rửa cá kỹ vài ba lần dưới vòi nước, sau đó ngâm cá trong nước vo gạo, pha chút muối khoảng 10 đến 15 phút. Cuối cùng là rửa lại bằng nước sạch và để ráo trước khi nấu. Bằng cách này, mùi tanh của cá được khử rất hiệu quả, giúp món ăn trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn. Ngoài khử tanh cho cá thì chúng ta cũng nên dùng nước vo gạo để loại sạch nhất của các loại ốc, hến. Cách hay nhất để loại bỏ chất nhờn và bùn đất trong mốc là ngâm chúng trong nước vo gạo. Các bạn hãy sử dụng một thau đựng đầy nước vo gạo và cho vào đó một vài quả ớt cắt nhỏ. Ngâm ốc trong khoảng 1 đến 2 giờ, tất cả chất bùn trong miếng ốc sẽ tự động nhả ra và vón thành từng mảng chất nhầy. Khi ốc được loại sạch chất nhầy, món ăn mà quý vị và các bạn chế biến sẽ trọn vẹn hương vị hơn rất nhiều. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 3 thời điểm uống nước tía tô tốt gấp trăm lần thuốc bổ, tránh xa bách bệnh. Quý vị thân mến, đã từ lâu, lá tía tô đã được người dân sử dụng như một phương pháp tự nhiên để chữa bệnh không cần dùng thuốc. Thậm chí tại Nhật Bản, người dân còn coi nước tía tô là một loại nước trường sinh không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày để duy trì cơ thể khỏe mạnh và tránh xa bệnh tật. Để có được những công dụng tuyệt vời mà nước tía tô mang lại thì chúng ta cũng cần uống loại nước này đúng cách và đúng thời điểm. Trước khi tìm hiểu xem uống nước lá tía tô vào lúc nào và uống như thế nào để hiệu quả nhất thì mời quý vị hãy cùng điểm qua những lợi ích quý giá mà loại nước này mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Lợi ích số 1, thúc đẩy tuần hoàn trao đổi chất. Quý vị có biết rằng biểu hiện của một cơ thể khỏe mạnh chính là hệ trao đổi chất hoạt động một cách hiệu quả, giúp cơ thể cân bằng,
hệ miễn dịch được đẩy mạnh và tránh xa bệnh tật. Uống nước ngâm lá tía tô thường xuyên có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động của khí và huyết trong cơ thể, tăng nhu cầu nước của cơ thể, cải thiện chu trình trao đổi chất của cơ thể, thúc đẩy quá trình bài tiết chất độc và rác thải trong cơ thể. Không chỉ vậy, loại nước đơn giản này còn có tác dụng thanh nhiệt, giải phong hàn, chữa cả mạo ho, giảm đau tức ngực, đầy bụng, vô cùng hiệu quả. Lợi ích số 2, tốt cho tiêu hóa. Ăn tía tô thường xuyên có tác dụng bồi bổ cơ thể, cải thiện triệu chứng rối loạn ăn uống rất hiệu quả. Không chỉ vậy, do chất xơ có trong tía tô cũng rất phong phú nên đặc biệt thích hợp với những người hay bị khó tiêu hoặc chức năng tiêu hóa yếu. Ăn tía tô vào các ngày trong tuần còn có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, tăng cường hấp thu và tiêu hóa, thúc đẩy tiêu hóa, cải thiện chứng khó tiêu và các triệu chứng khác. Lợi ích số 3, bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng. Tía tô rất giàu vitamin và các khoáng chất khác, do đó có tác dụng bồi bổ cơ thể sinh lý tốt hơn, đồng thời giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng hay thiếu chất dinh dưỡng. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong tía tô có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu não của con người, cải thiện trí nhớ và duy trì thị lực khỏe mạnh. Nhiều quý khán giả sẽ thắc mắc nước tía tô làm theo cách nào mới là tốt nhất. Thật ra cách làm loại nước này không thể nào đơn giản hơn. Nếu có thể sử dụng tía tô nhà trồng là lý tưởng và yên tâm nhất. Nếu phải đi mua, quý vị hãy mang tía tô rửa sạch và ngâm trong nước lọc khoảng 30 phút để loại bỏ hoàn toàn các chất có hại. Sau đó đun sôi một nồi nước và cho tía tô vào ngâm trong nước nóng khoảng 30 phút là dùng được. Nước tía tô nên làm hàng ngày và chỉ nên uống trong ngày. Có thể kết hợp thêm một chút chanh và gừng để tăng cường công hiệu. Thời điểm tốt nhất để uống nước tía tô là trước 3 bữa chính khoảng 10 đến 30 phút. Đây là thời điểm cơ thể hấp thụ khoáng chất trong tía tô tốt nhất, đồng thời giúp thúc đẩy mỡ thừa, giảm cân, làm sáng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo quý vị không uống thay nước lọc. Càng không nên uống quá nhiều nước tía tô trong thời gian dài, có thể khiến bạn bị cao huyết áp và ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Tốt nhất, mỗi người chỉ nên dùng khoảng 3 ly nước lá tía tô mỗi ngày và chia nhỏ thành 3 lần uống trước mỗi bữa ăn chính là đủ. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.